Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ dẫn các bạn làm món cà tím dồn hoa củ quả. Những nguyên liệu gồm có nấm, cà chua, ớt chuông, hành lá, phô mai pizza và phô mai feta từ Hy Lạp. Trước hết mình rửa cà tím cho sạch, rồi cắt cà tím ra làm đôi, dùng cái muỗng tròn cắt bên trong cà tím. Nếu không có muỗng tròn, dùng cái muỗng cà phê nhỏ cắt bên trong cà tím vẫn được. Sau đó dùng bên trong ruột cà tím cắt thành hộp. Cho lửa nhẹ nhẹ, cho vào một muỗng canh dầu, chiên sơ qua cà tím khoảng 2-3 phút, rồi lắc lên một ít muối. Sau đây mình sẽ làm nhân cho cà tím. Cần một muỗng canh dầu, một muỗng cà phê củ hành đỏ bầm, một muỗng cà phê tỏi bầm, xào lên cho thơm. Cho vào một chén nấm cắt hộp, 3 chén cà tím cắt hộp, 1 chén ớt chuông cắt hộp, 1/4 muỗng cà phê oregano, 1/4 muỗng cà phê sweet basil, 1/4 muỗng tiêu đen, nửa muỗng cà phê muối, xào lên khoảng 3-4 phút. Sau khi đó, mình cho 2 chén cà chua cắt hộp vào, nửa chén hành lá, 1 muỗng cà phê bơ, xào đều lên. Rồi mình tắt lửa, cho phô mai feta vào. Tiếp theo đó, mình cho nhân vào cà tím. Cho lên một ít phô mai pizza trên mặt.
sau đây mình làm sốt cà ragu cho một muỗng cà phê bơ, một muỗng cà phê dầu ô liu, một muỗng cà phê tỏi bầm, một muỗng cà phê củ hành đỏ bầm, 3 chén gà cắt hộp, 1/4 muỗng oregano, 1/4 muỗng sweet basil, 1/4 muỗng tiêu, 1/2 muỗng muối, 1 cup nước. Sau khi đó mình mở lửa hiu hiu để cho sốt sắc lại. Cho cà tím vào lò, mình nướng nhiệt độ 180 độ C khoảng 8 phút. Sốt cà ragu đã hoàn thành, mình cho vào tô. Sau 8 phút, cà tím đã xong. Cho sốt cà lên đĩa. Cho cà tím vào. Cho 2 muỗng cà phê sốt cà trên mặt. Rưới với lại khô mai, feta. Món này rất ngon. Món này có thể ăn với bánh mì bơ nướng là tuyệt vời. Còn những ai ăn chay thì không cần phải bỏ tỏi và củ hành đỏ, chỉ cần bỏ bero. Nếu các bạn thích món này, các bạn có thể làm thử cho cả nhà ăn. Món ăn chay rất tuyệt vời. Nếu các bạn thích, các bạn cho mình một like, share and subscribe nhé. Cảm ơn các bạn.